kính chào quý khán giả đang đến với chuyên mục Tây Ninh xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, thời gian qua, hưởng ứng phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã đẩy mạnh huy động các nguồn lực triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc của thanh niên qua đó đã góp phần hiệu quả trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tích cực xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, xung kích đi đầu giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện và để hiểu rõ hơn về tinh thần xung kích, thể hiện sức trẻ của thanh niên dân binh châu trong xây dựng nông thôn mới, mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhận thức rõ vai trò của thanh niên trong xây dựng quê hương tổ quốc, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ngay từ đầu năm, Ban Thượng vụ huyện đoàn Chí Minh Châu đã triển khai nhiều công trình phần diệt, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Trong đó, việc tuyên truyền để đoàn viên thanh niên hiểu rõ về mục tiêu ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là vô cùng quan trọng. Vì khi đã hiểu đoàn viên thanh niên sẽ là tuyên truyền chuyên tốt nhất đưa thông tin đến mọi người. Đoàn viên thanh niên cũng sẵn sàng chung sức đồng lòng, đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng quê hương Chí Minh Châu ngày càng giàu đẹp. Định đây là trách nhiệm rất lớn của đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Ngoài công tác tuyên truyền thì chúng tôi còn huy động được sức người, sức cổ để mà tham gia vào việc xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Nhưng mà đối với công tác tuyên truyền thì chúng tôi tuyên truyền đa dạng, phong phú các cái tiêu chí 19 tiêu chí đến với đoàn viên hội viên thanh niên trên mạng xã hội cũng như là trong các cái buổi mà tuyên truyền trực tiếp trong các cái phiên họp tại các cái cơ sở bao gồm luôn cả các cái đoàn viên thanh niên trong địa bàn dân cư rồi các ấp khu phố rồi ngay cả trong các cái mà chi đoàn chi hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đều được chúng tôi tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên thanh niên đối với nội dung xây dựng nông thôn mới này hiểu rõ vai trò trách nhiệm của mình thanh niên cho minh châu luôn tiên phong đi đầu trong các phong trào cho tỉnh đoàn và địa phương phát động với tinh thần nhiệt quyết không ngại khó ngại khổ với phương châm đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên thời gian qua đoàn viên thanh niên huyện chư minh châu đã hăng hái tham gia phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới thực hiện nhiều công trình phần việc cụ thể góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương 6 tháng đầu năm 2024, thanh niên Chiêu Minh Châu đã thực hiện nhiều chương trình phần diệt, qua đó góp phần giúp địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Một số tiêu chí có thể kể đến như tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Trong năm 2024, thanh niên huyện Chiêu Minh Châu tổ chức bàn giao công trình thanh niên thắp sáng đường quê bằng điện năng lượng mặt trời ở các tuyến đường thuộc các xã Suối đá, Chà Là, Cầu Khởi, trường Mít, thị trấn Dương Minh Châu với chiều dài gần 4.500 m được thắp sáng với 58 bóng đèn năng lượng mặt trời, với tổng kinh phí thực hiện là gần 108 triệu đồng. Tổ chức ra mắt một công trình điểm tập thể dục ngoài trời, gồm 5 bộ dụng cụ tập thể dục ngoài trời trên địa bàn xã Lộc Ninh với tổng trị giá 30 triệu đồng hưởng ứng ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn năm 2024, tổ chức trồng hoa trang đỏ và dẫn động người dân không mua bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực chợ Chí Minh Châu. Có hơn 40 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Ban Thượng vụ huyện đoàn Chí Minh Châu chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh, phát động chương trình mỗi đoàn chiên và thanh thiếu nhi trồng chăm sóc một cây xanh. Tổ chức trao hơn 1.544 cây xanh, phát hơn 220 túi ni lông tự hủy cho người dân đi chợ. Tổ chức bốc gỡ, xóa bỏ những tờ rơi, biển quảng cáo, cho dài liên quan đến tính dụng đen. Vệ sinh chọn dẹp các tuyến đường, phát hoàng cây bụi, nạo giác kênh mương. Có hơn 1.520 lượt đoàn chiên thanh niên và học sinh tham gia. Tổ chức hoạt động thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, trao tặng 100 thùng rác cho các hộ gia đình thanh niên trên địa bàn huyện với tổng trị giá 56 triệu đồng. Các cơ sở đoàn trực thuộc huyện đoàn Chí Minh Châu thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, phát quang cây bụi, nạo giác kênh mương, trồng cây hoàng yến, hoa trang đỏ, gián hương, giấc hương 2.500 cây đã được trồng, gian các tuyến đường giao thông nông thôn, từ đó tạo cảnh quan, xanh, sạch đẹp, đúng với các tiêu chí, xây dựng nông thôn mới, từ giao thông đến tiêu chí môi trường. À, đối với đợt đóng góp sức người sức của, thì chúng tôi trong các cái đợt mà xung tình nguyện, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và các hoạt động chuyên đề, thì chúng tôi đều à, để mạnh công tác vận động các mạnh thường quân trong và ngoài quyện để cùng với lại thanh niên huyện nhà thực hiện các các công trình phần việc như là hỗ trợ xây nhà nhân ái nhà khăn quàng đỏ cho hội viên thanh niên khó khăn rồi giúp đỡ vốn khởi nghiệp cho hội viên thanh niên, rồi chúng tôi à, à, sửa chữa đường giao thông nông thôn, giảm vá đường, cũng như là thực hiện rất là nhiều các cái tuyến đường thắp sáng đường quê, à, tuyến đường an ninh để mà góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đảm bảo thực hiện các phần việc xây dựng cảnh quan địa phương, thì các công trình phần việc của đoạn thanh niên huyện Chí Minh Châu cũng đóng góp không nhỏ vào thực hiện an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh. Theo đó, huyện đoàn Chí Minh Châu thường xuyên tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhiệm vụ an ninh quốc phòng, phòng chống ma túy và chính sách hậu phương quân đội. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền lực đến người dân như tuyên truyền luật căn cước, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền chủ quyền biển đảo biên giới trên đất liền, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cách sử dụng bình chữa cháy an toàn. Huyện đoàn Chí Minh Châu phối hợp cùng hội nạn nhân chất độc da cam tổ chức chương trình trao tặng 107 phần quà cho thanh niên khuyết tật bị ảnh hưởng chất độc da cam trên địa bàn huyện với tổng trị giá 64 triệu đồng. Phối hợp tổ chức trao tặng 64 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Suối Đá với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng. Phối hợp cùng trung tâm đào tạo TBA tổ chức lớp đào tạo nghề kỹ thuật nấu ăn cho 35 thanh niên lao động nông thôn trên địa bàn xã Suối Đá nhằm tạo điều kiện cho mỗi thanh niên có tay nghề, việc làm ổn định trong cuộc sống, góp phần tạo công ăn việc làm tăng thêm thu nhập cho gia đình, giúp giảm hộ nghèo, hộ khó khăn ngày càng được dương lên, kinh tế gia đình ngày càng được ổn định. Tổ chức xây tặng ba căn nhà khăn quàng đỏ cho gia đình các em đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn các xã Phan, Trùng Mít và thị trấn Dương Minh Châu với tổng trị giá 270 triệu đồng thường xuyên tổ chức các hoạt động trình ơn đáp nghĩa như hưởng ứng đồng loạt ra quân ngày chủ nhật xanh tổ chức các phận việc dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ huyện khu di tích cây ba thứ tuyến đường thanh niên làm theo lời bác vệ sinh quét dọn nhà truyền thống bia tưởng niệm với hơn 120 lượt đoàn chiên, hội chiên và thanh niên tham gia trong thời gian qua thì tuổi trẻ huyện Dương Minh Châu đã thực hiện rất là nhiều cái công trình phần việc góp phần vào cái công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện à, có thể kể đến như là các công trình thắp sáng đường quê, các tuyến đường hoa thanh niên, rồi các tuyến đường cờ tổ quốc, các khu vui chơi cho thiếu nhi, xây nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ cho thanh niên và học sinh khó khăn, phối hợp với khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho người già, à, cô đơn và người dân khó khăn và cái công tác tuyên truyền thì huyện đoàn thực hiện với nhiều cái hình thức phong phú đa dạng góp phần nâng cao cái nhận thức và cái tính tự giác cho thanh niên cùng với người dân là trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện. Thì công tác xây dựng nông thôn mới là cả một hệ thống chính trị chứ không phải là riêng về một tổ chức nào. Do đó sự đóng góp của các ban ngành, đoàn thể xã, các ấp là hết sức quan trọng. Đặc biệt đối với vai trò tổ đoàn thanh niên, các bạn đã phát huy được tốt cái sức mạnh của tuổi trẻ. Có những tiêu chí tụi tôi buộc phải thực hiện vận động và phát huy cái sức mạnh của tuổi, trẻ để đi vận động tiên truyền ví dụ như vấn đề thu gom rác ở trên địa bàn các bạn cũng đã hỗ trợ tụi tôi thực hiện cái này đặc biệt là công tác tiên truyền đối với các bạn đồng viên cũng như gia đình của các bạn ấy trong công việc là đóng góp mở rộng đường xá vận động hiến đất thêm để nâng cấp các tuyến đường thì các bạn ấy đã hỗ trợ tụi tôi thực hiện rất nhiều cái này rồi các cái chỉ tiêu rất nhiều chỉ tiêu rất khó khăn tụi tôi cũng phải tiên truyền bằng đêm cũng như rồi các bạn cũng tích cực hỗ trợ tụi tôi trong công tác này. Để tiếp tục phát huy vai trò thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, Ban Thượng Chủ huyện đoàn xác định tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, dẫn động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên về mục đích ý nghĩa của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo các cơ sở đoàn chủ động đảm nhận các công trình phần diệt thanh niên thiết thực khả thi phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương đơn vị lựa chọn các tiêu chí tham gia phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đoàn và đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của thanh niên nông thôn tại cơ sở tăng cường các hoạt động hỗ trợ về chai chốn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mở rộng thị trường phát triển ngành nghề mới phát triển các mô hình câu lạc bộ hợp tác xã thanh niên tranh thủ sự lãnh đạo ủng hộ và tạo điều kiện của tỉnh, của thành phố và các ngành trong hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng để phong trào đạt hiệu quả cao nhất. Có thể nói, thông qua các hoạt động xung kích tình nguyện, tuổi trẻ huyện Chí Minh Châu đã và đang phát huy năng lực trí tuệ để dương lên trong cuộc sống. Bằng những công trình phần việc cụ thể của tuổi trẻ đã chung tay góp sức tạo sự chuyển biến làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chiên Minh Châu thực hiện đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch lộ trình đã đề ra. Thưa quý khán giả, chương trình Tây Ninh xây dựng nông thôn mới của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh đến đây đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. <laughs> Thank you